sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ sáng thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại nguyện đường Santa Marta. Nhiều lần chúng ta đã trở nên những con người điếc lác, không nghe lời Chúa. Chúng ta nghe đài, nghe tám chuyện, luôn luôn là trung tín. Nhưng Thiên Chúa thúc giục chúng ta hãy nghe lời người đừng cứng lòng nữa. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Jeremiah như một lời than vang đau xót của Thiên Chúa trước một dân cứng đầu cứng cổ không muốn nghe lời người. Dân Chúa từ thời ra khỏi Ai Cập đã không muốn nghe và giờ đây chúng còn tệ hơn trước. Khuyên bảo dân hết lòng trở về, Thiên Chúa vẫn nhắc lại lời hứa và lòng trung tín của người. Các ngươi sẽ là dân của ta. Một dân bất trung là một dân tộc đã mất đi cảm thức trung tín. Câu hỏi mà ngày hôm nay giáo hội muốn mọi người chúng ta cần đặt ra là phải chăng tôi đã đánh mất lòng trung tín nơi Thiên Chúa? Không, không phải thế. Tôi vẫn đi tất cả các lễ Chúa Nhật mà. Đúng thế, đúng thế. Nhưng lòng trung tín của tôi thế nào? Phải chăng tôi đã đánh mất lòng trung tín ấy? Tôi cứng lòng, cố chấp, điếc lát không để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình, tự xoay sở, dàn xếp cuộc đời mình để con tim làm những gì nó muốn. Đây là câu hỏi cho mọi người chúng ta. Chúng ta cần phải tự hỏi mình như thế trong mùa chay là thời gian để hồi tâm, để xem xét con tim của mình. Hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa đừng cứng lòng nữa là lời mời gọi của giáo hội. Khi một ai đó cứng lòng, người ấy không nghe lời Thiên Chúa nữa. Hơn thế, hơn cả việc không nghe tiếng người, khi không thích điều gì nơi Thiên Chúa, người ấy tìm dịp viện cớ để gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời bôi nhọ, vu khống và phỉ bán Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, đã chữa lành những người đau ốm để cho thấy rằng người có quyền năng chữa lành cả con tim, cả linh hồn. Nhưng người ta nói gì Ông dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ Nói như thế Họ nhạo bán thiên chúa Trước hết họ không nghe lời người Rồi sau đó họ phỉ bán người Chúa Giêsu tìm cách thuyết phục họ Nhưng không được Và sau cùng như ngôn sứ Giê-rê-bi-a đã nói Lòng trung tín đã tiêu tan mất rồi Chúa Giêsu cũng nói một điều khác Ai không cùng với tôi là chống lại tôi Không, không tôi ở cùng Chúa Giêsu mà nhưng tôi giữ một khoảng cách nhất định tôi không để mình gần ngài quá nhưng mà điều này không tồn tại hoặc là bạn cùng với Giêsu hoặc là bạn chống lại Giêsu hoặc là bạn là người trung tín hoặc là bạn là cả bất trung hoặc là bạn có một con tim biết vâng nghe hoặc là bạn đã mất đi lòng tín trung hôm nay trong thánh lễ và trong cả ngày Mọi người chúng ta thử xét xem lòng trung tín của tôi ra sao. Tôi có chối từ Thiên Chúa, có tìm dịp, viện cớ và hạ giá Thiên Chúa không? Nhưng đừng đánh mất niềm hy vọng. Hai câu nói, lòng trung tín đã tiêu tan và ai không cùng với tôi là chống lại tôi. Vẫn còn có không gian của hy vọng, không gian dành cho chính chúng ta.